Rồi, ngày mới bên chào cả nhà nha. Sáng giờ cả nhà uống cà phê chưa? Đây, mời cả nhà uống cà phê nha. Hôm nay bầu trời thì nhìn nó không có được đẹp lắm, tại vì hôm nay sáng giờ không thấy một miếng nắng luôn, cho nên mình kêu vợ mình đi qua chợ mua ớt về. Hôm nay vợ chồng mình sẽ nấu cháo ớt ăn với gì ta? Cháo ớt thịt bằm, đúng rồi, cháo ớt thịt bằm. Rồi, để bây giờ mình xuống ly phê xong mình sẽ đi về trong trong vườn á, mình hái thêm miếng rau nữa để hồi ăn với cháo. Rồi xin mời cả nhà cùng theo dõi video nha. Đây, mời cả nhà uống cà phê nè. Cà phê sáng. Trời này hôm nay á chắc bị bão ở đâu rồi. Bệnh này bị ảnh hưởng nhẹ cho nên mưa nó mưa hoài rồi. Đồng ý là do mùa mưa, nhưng mà mưa hầu như là mưa muốn gần nguyên đêm luôn. Mà hôm nè mà trời mưa công nhận ngủ rất là ngon cả nhà, đã luôn. Nấu cháo này mình không có rang gạo nha, mình nấu gạo mình do mình nấu thôi, nhưng mà nãy giờ mình muốn cho nó mau mềm cho nên nãy mình có ngâm một miếng nước ấm rồi cho hồi mình nấu cho nó mau mềm chút. Ớt thì mua thì người ta đã mang sẵn cho mình, giờ mình chỉ cần mình rửa sạch sẽ rồi mình nấu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xọn ra mình để sẵn đi. Mướp nè, hành ngò nè, nấm rơm đó, gừng, thịt xay đó, còn ớt mình đã ra gỗ luôn. Pha ớt bự bự không à, nè cả nhà xem là bự không à. Đây mình mới về trong vườn ra, mình cắt được mớ bồ ngót nè. Như thôi em rửa em hay để ra đây dơ xỉa sao? Rửa đi. Ít rau cải đất, với lùm được mấy cái trứng gà ra. Trời ơi, gà để ở đó cái nó không biết nó bươi nó đá nó nhảy làm sao rớt bể hết mấy trứng. Đây ở nhà thì vợ mình đã vệ sinh miếng ớt này xong rồi nè, tắm rửa cho nó trắng trẻo rồi nè. Ngâm gơm thì đã rửa, ngâm nước mắm luôn, lộn nước muối luôn. Cái này dành nói rồi. Lộn ơi, có bụng mới nói cà lâm. Rồi em gọt mướp rửa rau rồi đi. Này nấu lẹ mà, ớt hồi em chế mỡ hành cái này xong rồi phải không? Xào sơn cái ha. Xào sơ bỏ cái dĩa đi rồi bắt cái miếng lên ăn đúng không? Ừ. Khi nào ăn cái mình để vô mình cho nó chín ăn. Trời này mưa phùn, mưa lất phất vậy đó, không có lớn. Ớt này sớm mà mua 1 ký mà 4 con, 4 mỡ chà bá luôn, muốn con 1 ký. Này ớt này bán nhiêu ký nè? 60. Ớt bự, 60 ngàn.
Cái lột cỏ chưa? Chưa. Đó, bây giờ cái nồi cháo mình nó nhừ rồi nè. Gạo ngâm á, nấu rất là lẹ. Mình thích ăn nấu cháo gạo trắng này chứ không thích gan. Gan á thì cháo lòng á, cháo lòng á gan gan nó mới thơm. Còn mấy cháo như cháo cá này nọ, cái cháo thịt này kia là mình thích ăn kìa. Đó, mình để thịt vô. Cái cục bự đó. Cũng bự quá, để nhỏ lên này. Để nhỏ hả? Thôi nắng tròn tròn luôn đi. Đó, vậy cũng được, chứ anh để đâu nãy hai cục bự chưa bá luôn rồi đó hả? Ừ. Trời ơi. Đâu có bự gì đâu. Ờ, em thấy rồi sách hồn luôn á. Muỗng ăn canh nè. Ừ. Nắng tay luôn đi, có cái gì đâu. Cái muỗng chích chích vô nó cũng được. Dứt cái gì mà dứt? Lấy tay cho nó lẹ. Chạy tay luôn đó hả? Ừ, vậy đi. Hello em. Hello đi. Chà, quá thế nồi cháo nha. Nồi cháo này rất là đặc biệt luôn. Trời mưa mà nấu nồi cháo vậy ăn ốc cho nó ấm lòng. Vừa thịt bằm mà vừa ớt nữa. Rất là ngọt cái nồi cháo. Đi em lọc của hành cho phê xào ớt. Chỉ tí ớt cho nó thơm ở bà Phi anh ha. Hả? Ở Phi mình xào ớt cho có hành vô nó thơm vậy. Thì em cứ xào, em xào cho nó hơi chín chín chút xíu. Hôm nay vô đây nấu cho lẹ. Em cho nhìn con cái coi. Coi nó lấy khăn nó tung lên trên trên mặt nó không? À. Giờ mình xắt mấy dứa hòm lấy mình xay ra mình lấy nước mình nấu con nếp nè. Nếp tới dứa nè. À. Hình như lúc gà em ghiền cơm nếp hay gì em? Hả? Lúc gà em ghiền cơm nếp hay gì? Ăn ăn cháo thế này cũng đói bụng mà nó miếng cơm nếp ăn nó bụng mà hồi ăn cơm nếp chơi chờ lên bệnh này nè. Ăn xôi cơm nếp. Bây giờ mình thay tỏi hành. Chưa? Đang đứng dưới gió. Đây cái là cánh đồng lúa sau hè nhà mình hôm nay thì đã chín vàng hết trơn rồi nè cả nhà. Ở bên xa xa đó đó, bên tuốt bên cái mái nhà đó đó là có nguyên một cái ao sen. Đó, cả nhà nhìn bầu trời hôm nay nè, đâu có miếng nắng nào đâu. Cái nồi ớt anh nấu cắt hôm nay hả? Để gì luôn hả? Để nguyên cho nó đã. Cắt không? Thôi, để gì đi. Ừ. Còn một ớt mình để ra dĩa rồi. Rồi ăn, bỏ vô, sao? Chung hết luôn nha. Vâng, đúng rồi, chung hết đi em. Để cái giá múc cái chảo chán cái chảo. Chán luôn chứ. Ớt này nãy xào thì em có nêm tí gia vị rồi đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, cho nó thơm, cho nó thấm gia vị vô trong cái miếng thịt ớt á, cho nó ngon. Đây, sau khi nếp mình đã do xong rồi nè, bây giờ mình chế cái nước lá dứa hồi nãy vợ mình đã xay á. Lấy nước nè, giờ mình để vô mình nấu. Nấu ít nước thôi, xin xếp nước cái mặt hạt nếp nè là được rồi. Giờ mình sẽ bắt cơm nếp mình nấu.
sẽ vớt bọt cái nồi nồi cháo. Nồi cháo giờ là có bọt rồi nè. Nãy giờ mình để nấm rơm với lại thịt ớt với thịt thịt heo xay á. Chưa có nêm luôn. Để mình chuẩn bị mình nêm nồi cháo này luôn. Cái nồi cơm nếp mình á thì hồi nãy mình có dặn thêm tí xíu muối vô nha. Cháo thì mình nêm gia vị bình thường thôi, bột ngọt. Bột ngọt, muối, hạt nêm vậy thôi. Phi nè, lên trên cái dĩa này luôn. Để mấy cọng ngò lên. Em sắc diễn diễn nha, hồi ăn bỏ con cháo. Giờ mình đang sắc gừng. Trứng gà mình để đó, hồi có ăn thì đập để vô luôn. Rau mướp nè. Mướp mà chân sắc ra luôn hay sao? Hay là bỏ cháo? Mướp hai em sắc ra. Sắc để vô cháo trước, nửa trái đi, còn nửa trái để ngoài. Mà ăn để vô sau chứ để nó gục quá ăn cũng không ngon. Bây giờ mình sẽ dọn lần lần lên. Yeah. Rồi, cuối cùng cái nồi cháo mình cũng đã xong. Bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn cháo với vợ chồng mình nha. Mọi người vô luôn rồi, cháo nóng rồi, nên là ăn bao chén. Một bò đại không biết như thế này, muốn ăn để bao chén của em không? Như là bao chén của anh đó. Rồi, mời cả nhà. Con gà gì bỏ vô. Nó chín đi, ngót hả, tước ra. Thấy không, để nguyên cọng là tước rất là dễ. Tước mình nắm vô tay mình đỏ cho mình ăn luôn rồi. Khi em lặt ra sẵn kia, cái em hốt. Nó được không? Đúng không? Chào chị này, ăn trứng gà không? Ăn trứng gà không? Trứng gà rồi. Đập vỡ cái chén. Cháo thì nó sôi thành ảnh. Anh bỏ cái tạp phi vô đó luôn không? Hay là sao? Tiếp những tạp phi bỏ này nhanh hơn. Đó, rồi rồi. Trời mưa là ăn cháo ngon ấm lòng. Với lại mình sáng giờ hơi muốn bị cảm. Ăn cháo nó dễ cảm luôn. Cho tiên vô. Đa tạ. Em biết bát chưa? Bát là nó này. Rồi, xin mời cả nhà nha, cùng ăn. Mời cả nhà dùng cháo. Thôi, nóng luôn á. Thôi chứ. Mình để ra đi. Để ra đi cho nó chín như là nó ăn nguội. Ớt này nó bự, mặc dù là ớt nuôi nhưng mà nó bự rất là dễ ăn. Có cái thịt bà mấy em ướp lại, bây giờ nó có nãy trước khi bỏ cái cháo ướp á, không có được ăn luôn. Cháo rất là ngọt, ngọt từ ớt mình.
từ gì, từ thịt bằm hả? Muối gom nè. Rồi từ hạt nêm cà no nữa nè. Nêm cà no rồi xương nè. Mời cả nhà nha. Anh thích à? Nóng á. Ăn cá nóng có gừng nó cũng đại cảm, nó ngon. Đặt hôm nay muốn nước đêm luôn. Mà anh bỏ nước cho nó đậu nó cũng ngon. Đặt muốn nước dao vô nè. Thôi ăn chén cháo qua nó hết. Tại để mà chén nó hơi nguội rồi cái là mình múc vô cái nó nóng lại. Lại dao á, mình để vô. Bùn ngót này ngon, rất là ngon luôn. Nguyên cái đám bùn ngót ở trong trong cặp cái hồ, trong cái dốc cầu trong vườn mình trong á, mình cắt hết trơn rồi nè, cắt để cho trời mưa nè, cái nó lên cái từ khác nè. Ăn tiếp. Anh có thấy bùn ngót gì hả? Không. Không. Người nhỏ được. Người lớn quá nó khét rồi cháo đó. Mà cái nhà tiếp tục ăn nha. Ở dưới nít nổi. Còn chảy hình. Dạ. Yeah. Ở những cái tuổi nó cũng quá trời nha anh. Nóng. Đã. Ngon. Nóng mà ngon luôn. Ăn phải vậy, ăn nóng mà phải vậy. Đổ một hồi mới đã, đậm đìa. Tiếp tục ăn cháo, ăn món cháo nữa phải không? Em ăn cháo. Còn quá chết luôn. Dứt một cây đùi. Mời cả nhà ăn xôi nha. Ai ăn xôi thì ăn xôi. Cái này cái xôi luôn anh ha. Dạ, cơm nếp. Cơm nếp hả? Dạ. Yeah. Cái nồi cháo này á, cả 4 người ăn á, 4 người ăn cũng vừa. Ừ. 4.000 là vừa đủ luôn, tại vì 4 mét bự thôi mà nấu ra nồi cháo như vậy rồi thêm thịt bằm nữa là 4 người ăn là dư sức. Nãy thì em ăn xoay móc không nó dẻo quá. Chín chưa? Ừ, chín rồi. Mùi sống không? Từng miếng rồi. Ờ, chín rồi nè, không biết nó dẻo quá nè. Ngọt ngọt cũng vừa ăn ấy chứ không phải là ngọt đậm, ngọt ngọt lỉ nè. Mình nấu trong nếp này là mình không có nước cốt dừa. Sợ cốt dừa béo quá. Rồi mình chỉ nấu đơn giản thôi. Thay cái nước vô cho nó thơm thơm. Có màu màu trước. Cho miếng gừng cho ngọt. Để miếng gừng cho nó cay. Rồi em biết ăn cháo này em no luôn hả? Rồi, vợ chồng mình ăn cháo xong rồi. Cơm nếp thì mình không ăn đâu, mình no quá no rồi. Bây giờ mình ăn sầu riêng, tráng miệng. Đây, xin mời cả nhà nghe. Hồ nó thơm. Cơm sầu riêng rất là dày. Ngon. Dày cơm hết chứ không? Sau khi hôm nay bữa ăn cháo rất là ngon, sầu riêng cũng ngon luôn. Thì video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.